Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những diễn biến ở giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội năm 2024, và chúng ta sắp sửa được theo dõi màn so tài giữa Vũ Thị Trang và tay vợt đến từ Ấn Độ Santosh Sabharai. Chào bạn Hê Hê nhé. Bên mình chỉ live ở sân 1 thôi, sân chính thôi. Sẽ có 4 sân thi đấu và các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp ở trên sân 1. Ladies and gentlemen, on my right, Santosh Sabharai, Rasita Sri, India. Đây là trọng tài Võ Minh Quân, trọng tài người Việt Nam. Ông sẽ điều khiển chính trận đấu này, và trọng tài giao cầu sẽ là Trần Hoàng Kỳ. Vũ Thị Trang sẽ thi đấu gần với màn hình của quý vị và sẽ là người giao cầu trước. Cầu trong sân, điểm số cho tay vợt người Ấn Độ Santosh Sabharai. Điểm số đầu tiên cho Vũ Thị Trang 1-1. Hiện tại thì ở trên bảng xếp hạng cầu lông đơn nữ thế giới, Vũ Thị Trang xếp ở vị trí thứ 201, trong khi đó đối thủ của cô xếp ở vị trí thứ 172 thế giới. Năm nay thì đây mới là giải đấu đầu tiên mà Vũ Thị Trang tham dự. 2-1 cho Vũ Thị Trang. Và phòng thủ không thành công đến từ Vũ Thị Trang 2-2. Santosh Sabharai là tay vợt từng xếp hạng thứ tư ở bảng xếp hạng cầu lông trẻ thế giới. Trong năm 2024 thì Sabharai cũng đã có được cho mình 7 trận đấu quốc tế và giành được 5 chiến thắng. Đây sẽ là trận đấu được dự báo khá khó khăn của Vũ Thị Trang trước đối thủ đến từ Ấn Độ. Cầu lông Ấn Độ lúc này đang sở hữu cặp đôi nam mạnh nhất thế giới, đó là Ranki Reddy và Chirag Shetty. Nỗ lực bất thành của Vũ Thị Trang, 4-2. Tay vợt nữ số 1 Việt Nam hiện tại là Nguyễn Thùy Linh. Vũ Thị Trang thì đã ở bên kia phần sườn dốc của sự nghiệp. Với người hâm mộ cầu lông Việt Nam thì chúng ta luôn biết đến Vũ Thị Trang là vợ của tay vợt từng là số 1 Việt Nam trong nhiều năm, đó là Nguyễn Tiến Minh. Cầu đi vào cạnh vợt của Sabharai. Điểm số cho Vũ Thị Trang, đổi giao cầu 3-4. Vũ Thị Trang đang đánh cây flat gì, các bạn có biết thì hãy comment chia sẻ với mình ở trên luồng livestream nha các bạn nha. 4-4.
quả phòng rất tốt đến từ Ramrai. Cầu ngoài rồi, điểm cho Ramrai 6-4. Và gõ rất hay của Vũ Thị Trang. 5-6. Và chủ động tấn công luôn của Vũ Thị Trang, nhưng tiếc rằng quả đập đã đi ra ngoài. Điểm cho Ramrai 7-6. Cầu trong sân. Điểm số dành cho Vũ Thị Trang 7-7. Chém cầu lòng tay không qua lưới đến từ sông Ramrai. Cầu ngoài sân rồi. Trọng tài giây vừa rồi xác định cầu trong sân và điểm số cho Vũ Thị Trang. Số đang là 9-7 nghiêng về phía Tây Vợt người Việt Nam. 8-9. Rất hay và cầu đẳng cấp của Vũ Thị Trang 18. Và chém cầu rất đẳng cấp. Cầu đi rất sát lưới. Không có cơ hội cho Ramrai có thể vớt được quả cầu vừa rồi. Rất đáng tiếc cho Vũ Thị Trang. Hơi nắn nót trong pha xử lý của mình. Lần này thì Vũ Thị Trang đã thành công với pha bỏ cầu trái tay của mình. Lợi thế dẫn 2 điểm cho tay vợt đến từ Việt Nam. Đối thủ của Vũ Thị Linh là Ramrai, là tay vợt sinh năm 2007. Trong sự nghiệp thì cô đã chơi 74 trận đấu và giành 52 chiến thắng.
Trong năm nay thì cô chơi 13 trận và có 9 thắng lợi. Rồng Rài liên tục dồn cầu về phía góc trái tay của Vũ Thị Trang. Vừa rồi thì pha xử lý của tay vợt người Ấn Độ đã không đưa cầu đi qua lưới. 12-9 nghiêng về Vũ Thị Trang. Quả đập tốt. 10-12. Xin lỗi các bạn, 10-13. Chắc thì tỷ số lúc này đang là 12-10, 10-12 và giao cầu của Ram Rai. Rất quyết đoán của Ram Rai. 11-12. Di chuyển rất nhanh. 12 đều rồi. Số liên tiếp được ghi bởi Santhosh Ram Rai. 13-12 và tay vợt người Ấn Độ đã vươn lên dẫn trước Vũ Thị Trang. Rất điệu nghệ, Vũ Thị Trang đã chủ động cho tình huống di chuyển đón cầu ở phía cuối sân. Nhưng Ram Rai đã vắt quả cầu khiến cho Vũ Thị Trang bị chôn chân. 14-12. Tốt của Vũ Thị Trang.
cầu không qua lưới và tỷ số là 14 đều. Trang đã có những pha xử lý rất hay trước đó nhưng đối thủ của cô cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Quả cứu cầu hay của Ram Rai khiến cho sau đó Vũ Thị Trang đánh cầu ngoài 15-14. Quả đập tốt 15 đều. Vũ Thị Trang có những quả đập chéo sân khá hay. Thêm một quả đẩy cầu trái tay không thành công nữa đến từ Ram Rai. Thủy Trang dẫn trước 16-15. Thiếu một chút lực với pha bỏ nhỏ của Ram Rai và 17-15 dành cho Vũ Thị Trang. Trang đang phải di chuyển liên tục. Trang có phần đuối sức rồi, cần phải kết thúc nhanh hơn pha cầu. Quá khó. Vẫn còn, cầu vẫn còn trong sân. Những pha cầu quá đẳng cấp của Ram Rai mặc dù còn rất trẻ. Và Vũ Thị Trang là người không thể có được thắng lợi trong tình huống đôi công vừa rồi trước đối thủ. Ram Rai hay quá. Cầu khiến cho Vũ Thị Trang bị chôn chân. Cầu đi vào cạnh vợt của Vũ Thị Trang 17 đều. Và phòng cầu chính xác đến từ Vũ Thị Trang. Ram Rai đã chủ động bỏ cầu nhưng đó là một quyết định không chính xác. Điểm cho Vũ Thị Trang 18-17.
đuối thể lực và Vũ Thị Tràng đã phong cầu ngoài với 8 đều. Bỏ nhỏ không thành công của Vũ Thị Tràng, 19-18 nghiêng về Ram Rai. Quả bỏ nhỏ lỏng tay của Ram Rai rất sát lưới. Vũ Thị Tràng phải di chuyển rất vất vả. Và Ram Rai đã chạm điểm 20 trong set đấu này. Hai cơ hội dành set point cho tay vợt đến từ Ấn Độ. Quá khó cho Vũ Thị Tràng. Thủ chơi trên cơ Vũ Thị Tràng trong set đấu này. Và tỷ số của set đấu đầu tiên khép lại 21-18 nghiêng về Santosh Ram Rai. Second game, left ball. Chúng ta cùng trở lại với set đấu thứ hai của đối đầu giữa Vũ Thị Tràng và Santosh Ram Rai, trận đấu trong khuôn khổ vòng loại đơn nữ giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội năm 2024. Trận đấu đầu tiên đã khép lại với thắng lợi nghiêng về phía tay vợt người Ấn Độ. Vũ Thị Tràng đã chơi rất nỗ lực nhưng không thể làm gì được sức trẻ đến từ Ram Rai. Thank you.
xử lý dễ dàng ghi điểm đến từ Ramrai 2-0 cho tay vợt người Ấn Độ. Như chúng tôi đã nói thì Ramrai có những quả bỏ nhỏ cầu đi cực kỳ sát lưới, và Vũ Thị Trang với những bước di chuyển khó khăn của mình gặp vất vả và bất lợi rất nhiều trong những tình huống hóa giải các cú đánh đến từ đối thủ. Điểm số đầu tiên cho Vũ Thị Trang ở set 2. Cầu trong, một tình huống xử lý tốt đến từ Vũ Thị Trang, tỷ số là 2-2. Một cú đẩy cuối sân hơi non của Ramrai. Vũ Thị Trang đã đón được pha cầu và ngay lập tức đưa ra một cú đánh phản công. Tiếp tục là điểm số cho Vũ Thị Trang 3-2. Vắt chéo không thành công của Ramrai. Điểm tiếp xúc quả cầu vào vợt của Ramrai vừa rồi không được tốt. Cầu không vắt được sang bên kia. Và điểm số tiếp tục dành cho Vũ Thị Trang, 4 điểm liên tiếp. Cầu ngoài, chuỗi liên điểm của Vũ Thị Trang đã dừng lại. Đổi giao cầu 3-4. Toss to man single Orizi Chahila Indonesia. Và chém quá hay của Ramrai, 4-4. Nguyễn Công Hương, sân số 2. Quá khó đỡ cho Vũ Thị Trang. Số 7, Origin Chaliha Ấn Độ thi đấu với Enrico Vivoco Indonesia. Trọng tài chính Lê Tấn Đạt, trọng tài giao cầu Nguyễn Công Hương. Nghiêng về Ramrai. Chào bạn Đức Đinh đang comment ở trên luồng livestream ở YouTube của thể thao bạn nhé. Địa điểm thi đấu là ở nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội bạn nhé. Bên cạnh việc theo dõi trực tiếp trận đấu trên YouTube và fanpage của web thể thao thì quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp tại nhà thi đấu Tây Hồ ở đường Võ Chí Công, Hà Nội. Từ nay cho đến ngày 17 tháng 3 thì các trận đấu thuộc khuôn khổ giải cầu lông quốc tế Sibucha Hà Nội 2024 sẽ diễn ra. Ban tổ chức thì mở cửa miễn phí cho các vận động cổ động viên vào cổ vũ. Số lúc này đang là 5-5 trong cuộc đối đầu giữa Vũ Thị Trang và Ramrai ở set 2. Quả đập
cầu ở nhịp 2 không thành công đến từ Ram Rai. 6-5. Coi đây là một trận đấu rất cố gắng của Vũ Thị Trang. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Ram Rai đã hoàn thiện bộ kỹ năng xử lý của mình, đặc biệt là những quả chém cầu lỏng tay với tỷ lệ sát lưới và tỷ lệ ăn điểm khá cao. Rất nhanh, khả năng di chuyển của Ram Rai là cực kỳ linh hoạt. Ram Rai luôn nhanh hơn Vũ Thị Trang một nhịp. Đó cũng là lý do vì sao mà Ram Rai phải di chuyển với những quãng di chuyển ngắn hơn Vũ Thị Trang và thể lực cũng bị tiêu hao ít hơn Vũ Thị Trang. Rõ rằng trọng tài xác định cầu trong hay ngoài. Như vậy là cầu trong rồi. Điểm cho Ram Rai 8-6. Vừa rồi cũng là một pha bỏ nhỏ cực kỳ sát lưới và cầu rơi đúng vào vạch. Một pha bỏ nhỏ hay của Vũ Thị Trang. Hai quả đánh liên tiếp về cùng một góc và ở lần đánh thứ hai Vũ Thị Trang đã thành công. Giác rằng quả phong cầu trước đó của Ram Rai đã ở ngoài nhưng Vũ Thị Trang vẫn cố vớt cầu trái tay. Sau đó thì Ram Rai đã ghi điểm dễ dàng 9-7. Cầu không qua lưới, điểm số thứ 10 cho Ram Rai. Chưa qua lưới, điểm cho Vũ Thị Trang 8-10.
số may mắn dành cho Ramrai 11-8 và giờ nghỉ giữa set 2 sẽ diễn ra với lợi thế dẫn 3 điểm cho tay vợt đến từ Ấn Độ. Calls for men single match number 11, Arimant Tato, India versus Michael Daniel Royce Paramoy, Indonesia. Emprise Jason Fu, Service Church, Lê Quang Hòa. Sân số 4, đơn nam, trận đấu số 11, Arimant Tato, Ấn Độ, thi đấu với Michael Daniel Royce Paramoy, Indonesia. Trọng tài chính Jason Fu, trọng tài giao cầu Lê Quang Hòa. Và cú cầu ngoài sân của Ramrai điểm cho Vũ Thị Trang 9-11. Số lúc này đang là 11 đều. Ba điểm liên tiếp được ghi bởi Vũ Thị Trạng. Mười hai mười một cho Vũ Thị Trạng. Cầu ngoài điểm cho Vũ Thị Trang 13-11. Chém cầu rất đẳng cấp của Vũ Thị Trang 14-11.
Những phút thi đấu thăng hoa của Vũ Thị Trang. Cầu rất hay của Vũ Thị Trang. Điểm cho Ram Rai 12-14. Cầu ngoài. Giải này thì không có quyền challenger dành cho các tay vợt. Vừa rồi thì Ram Rai đã có những phân trần với trọng tài chính Võ Minh Quân. Những điểm số trong tình huống vừa rồi vẫn thuộc về Vũ Thị Trang. 15-12. Sáu mười hai cho Vũ Thị Trang. Rất may mắn với điểm số vừa rồi của Ram Rai. Chém cầu đi ra ngoài của Vũ Thị Trang. 14-16. Quá khó cho Vũ Thị Trang, pha bỏ nhỏ với độ chuẩn xác cao của Ram Rai. Tốt của Vũ Thị Trang. Điểm cho tay vợt người Việt Nam 17-15.
công ngoài 16-17. Cầu ngoài, đó là một pha phong cầu tốt của Vũ Thị Trang, nhưng đáng tiếc là cầu đã ở ngoài. Vũ Thị Trang sẽ quả cầu đi thẳng về phía góc sau lưng của Ram Rai. Rất đáng tiếc góc ăn điểm của Vũ Thị Trang, nhưng đã thiếu đi một chút may mắn. Điểm số thứ 18, nhưng đáng tiếc là dành cho Ram Rai khi mà Vũ Thị Trang đã chém quả cầu quá thiếu chính xác. Thiếu rất nhiều lực trong pha xử lý vừa rồi của Vũ Thị Trang. 18-17. Cầu ngoài và match point dành cho Ram Rai. Ngày hôm nay thì Lê Đức Phát, tay vợt của Việt Nam sẽ chơi vào lúc 16:30 ngày hôm nay và sẽ đối đầu với Shogo Ogawa, tay vợt đến từ Nhật Bản. Vừa trả lời cho comment của bạn Thu Dương trên YouTube nha. Và trận đấu giữa Vũ Thị Trang và Santhosh Ramrai cũng đã khép lại. Tỷ số của set 2 là 21-17 và tay vợt sinh năm 2007 người Ấn Độ giành thắng lợi trước Vũ Thị Trang, tay vợt nước chủ nhà, sau 2 set đấu với tỷ số 2-0. Chào bạn Anh Sún nhá, xem lịch thi đấu bạn có thể cập nhật trên đường link đây, mình sẽ gửi đường link lên nhóm, lên luồng livestream bạn nhá.